Sĩ quan quân sự các nước trầm trồ, phấn khích, không rời mắt, coi màn thể hiện của chiến sĩ Việt Nam giữa lòng nước Nga. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, đúng như câu nói, hữu xạ tự nhiên hương, Việt Nam chúng ta cứ mỗi lần mang màu cờ sắc áo xuất hiện trên các đấu trường quốc tế, mọi lĩnh vực lại được khán giả Nam Châu săn đón, mê mẩn và tung hô bằng tất cả những gì tuyệt vời nhất. Việt Nam có cả một kho tàng nghệ thuật dân tộc giàu có và đặc sắc, nên hễ cứ có dịp, những đại diện của Việt Nam lại chớp lấy cơ hội, chiêu đãi cho bạn bè thế giới những bữa tiệc âm nhạc hay quên lối về luôn. Mới đây, một đoạn video quay lại tiết mục biểu diễn sáo trúc do một chiến sĩ Việt Nam biểu diễn giữa lòng nước Nga đã tạo tiếng vang khắp mạng xã hội. Người Việt nghe thì bồi hồi rơi nước mắt, còn khách nước ngoài lại hết lời trầm trồ khi lần đầu tiên được thưởng thức một bài nhạc dân gian hấp dẫn đến vậy. Các bạn có tò mò tiết mục ấy là gì mà lại có sức lay động lớn như thế? Và cụ thể là các sĩ quan, khán thính giả nước ngoài đã bày tỏ những gì? Mời các bạn hãy cùng mình đi hết video ngày hôm nay nhé! Xúc động, tha thiết, tràn đầy tình yêu, đó là tất cả những gì mà mình cảm nhận được sau khi xem xong đoạn video vừa rồi các bạn ơi. Các bạn vừa được thưởng thức màn biểu diễn sáo trúc vô cùng đặc biệt do thành viên của đội tuyển đội văn hóa thể hiện tại lễ bốc thăm tại Army Games năm 2022. Bằng tài nghệ của mình, anh nghệ sĩ quân đội trong bộ quân phục quen thuộc rất Việt Nam đã mang đến cho cả khán phòng một âm thanh trong sáng, thanh thoát, tuyệt vời. Giai điệu trầm hùng, bản nhạc mang âm hưởng của dân ca Việt Nam kết hợp với biểu cảm say sưa, cuốn hút của người nghệ sĩ đã tạo nên sức hấp dẫn không thể chối từ cho cả tiết mục. Tiếng sáo khi thì da diết, mượt mà, khi thì réo rắt và dồn dập như chính tinh thần của con người Việt Nam. Quả thực, hiếm có cơ hội nào để cho nghệ sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện tài nghệ, cũng hiếm có dịp nào mà nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam được thăng hoa như vậy. Dù là nhạc cụ dân tộc, nhưng cách hòa âm phối khí lại mang đến hơi thở thời đại, có sự tiếp nối, pha trộn giữa cái mới và cái cũ để dễ dàng tiếp cận với người nghe quốc tế. Trong khán phòng ấm cúng với khán giả là sĩ quan quân sự, quân đội văn hóa các nước khác, ai ai cũng bị hút hồn bởi tiếng sáo trúc tuyệt hay. Những chàng vỗ tay không ngớt, cứ như là kéo dài mãi, sĩ quan các nước nhìn theo không rời mắt các bạn ạ. Mình còn để ý thấy nhá, là những cái gật đầu tâm phục khẩu phục sau khi mà màn trình diễn kết thúc. Đủ hiểu rằng họ yêu thích màn biểu diễn này đến như thế nào. Anh chiến sĩ thì đang thổi sáo với tinh thần hết mình, biểu cảm tràn đầy tự hào như là đang ca ngợi tổ quốc của chính mình vậy. Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, sức ảnh hưởng của nó đã vang xa hơn, không chỉ gói gọn trong căn phòng với vài chục khán giả, cả triệu người đã xem video biểu diễn sáo trúc của Việt Nam bằng tình cảm dâng trào. Quan sát phần trình diễn của đội Việt Nam, rất nhiều khán giả ngoại quốc hưởng ứng. Họ còn đặc biệt dành lời khen cho quân đội Việt Nam về kỹ năng biểu diễn quá điêu luyện. Đồng thời, mình cũng góp nhặt được rất nhiều dòng bình luận với cảm xúc giàu yêu thương như thế này đây. Âm nhạc Việt Nam thật bi tráng, hào hùng, mỗi khi nghe thấy đều xúc động và tự hào cho đất nước các bạn yêu âm nhạc Việt Nam. Không dám tin vào tai mình, tiếng sáo rất cảm xúc, mình nghe bài hát mà nghĩ đến sự hy sinh cho hòa bình của các bạn ngày hôm nay. Từ nay đừng đánh giá thấp nước nào nhỏ, họ cũng tập luyện rất bài bản, chẳng kém gì chúng ta. Việt Nam có âm nhạc rất tuyệt vời. Tiết mục thực sự rất hay và đã chạm đến trái tim của tôi. Nó làm tôi nhớ lại những ký ức về Việt Nam qua phim ảnh, âm sắc, giai điệu, mọi thứ tuyệt vời và in sâu trong tâm trí tôi. Mình luôn nể phục Việt Nam, người Việt Nam đều là những người yêu nước nhất trên thế giới. Cảm ơn Việt Nam vì tiết mục tuyệt vời. Ngay từ những giây đầu tiên, bài hát này như một đợt tấn công mạnh mẽ về thính giác. Thật xúc động biết bao khi mà được lắng nghe dòng tâm sự này. Không phải dễ dàng mà âm nhạc truyền thống Việt Nam chinh phục giới sành nghệ thuật phương Tây đâu nhé, mà đó phải là sự chạm đến tâm hồn, chạm đến cảm xúc. Âm nhạc đã thực sự là thứ liên kết con người với nhau, không phân biệt màu da hay là quốc tịch. Mình quả thật đã rưng rưng khi mà nghe âm thanh tiếng sáo trúc vang lên giữa lòng nước Nga các bạn ơi. Dành cho những ai chưa biết, Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2022 là cuộc thi rất đặc biệt, nơi mà các sĩ quan quân sự các nước có dịp giao lưu, thi đấu, đồng thời là một sân chơi kết nối tình hữu nghị giữa các nước. Cũng là một nội dung dự thi khá đặc biệt liên quan đến nghệ thuật biểu diễn, Việt Nam đã chọn mặt gửi vàng, tuyển chọn những nghệ sĩ quân đội tài năng nhất vào đội tuyển đội quân văn hóa quân đội nhân dân Việt Nam, mang màu cờ sắc áo của Việt Nam ra quảng bá với bạn bè các nước.
Với nỗ lực tập luyện chăm chỉ, đến nay các nghệ sĩ tại đội tuyển Quân đội Văn hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mang đến AMI Games năm 2022 những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm hình ảnh đất nước, văn hóa, con người và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ sang thể hiện trên đất nước Nga. Và tiết mục Sáo Trúc các bạn vừa được chứng kiến là một minh chứng cho việc so với quốc tế, Việt Nam chưa bao giờ kém cạnh cả về nghệ thuật lẫn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đâu chỉ có âm nhạc, đâu chỉ là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, những món ăn ngon của Việt Nam cũng được mang ra thế giới nhân AMI Games hàng năm. Tại AMI Games năm trước, món nem Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shoigu và rất đông người Nga khen ngon nên là đắt hàng đến mức mà mỗi người chỉ được nửa chiếc nem. 350 chiếc nem còn lại được đội bếp dã chiến phục vụ cho người dân Nga đến tham quan, cùng với các món ăn truyền thống khác như là bún chả Hà Nội, thịt bò sốt vang, cà phê trứng, nước chè búp Thái Nguyên, bánh đậu xanh Hải Dương. Ban đầu thì các chiến sĩ phục vụ mỗi người dân địa phương một suất ăn, bao gồm một chiếc nem rán và thịt nướng, bún, bánh phồng tôm, dưa góc. Tuy nhiên là do số lượng người đến gian hàng của Việt Nam quá là đông đi, nên là về sau mỗi người chỉ được thưởng thức nửa chiếc nem mà thôi. Những kỷ niệm tuyệt vời đó thực sự là luôn sống mãi trong trái tim của người dân Việt Nam chúng ta, khiến cho chúng ta thêm yêu nước hơn đúng không ạ? Những hình ảnh đẹp về các tiết mục văn nghệ, những món ăn ngon đã khiến cho dân mạng Việt Nam thêm tự hào về đất nước của mình. Tự hào về đất nước Việt Nam tôi, Việt Nam là một đất nước văn hóa mà các nước khác có dành cả đời để tìm hiểu cũng không thể nào khám phá hết được. Tôi luôn tự hào và kiêu hãnh về âm nhạc Việt Nam vang lên ở mọi nơi mọi lúc trên hành tinh này. Nghe anh chiến sĩ thổi sáo mà thấy bồi hồi quá. Gửi đến những người bạn quốc tế, sự yêu quý chân thành nhất, cảm ơn các bạn luôn yêu âm nhạc, ẩm thực, đất nước và con người Việt Nam tôi. Người Việt Nam thân thiện, nhân đạo, yêu hòa bình và âm nhạc của Việt Nam cũng thế. Tự hào là người Việt Nam. Các bạn thân mến, ngoài tiết mục thổi sáo thu hút sự quan tâm chú ý, trong phạm vi cuộc thi năm nay, nội dung thi đấu gồm có kỹ năng thanh nhạc, kỹ năng biên đạo múa, biểu diễn nhạc cụ và các hoạt động triển lãm. Video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy các chiến sĩ đội tuyển văn hóa của Việt Nam năm nay đã trình diễn bài múa nón lá, đánh đàn bầu, đánh đàn trưng, thổi sáo. Đội Việt Nam không chỉ biểu diễn những bài nhạc cổ truyền dân tộc mà còn gửi tới khán giả bài hát Katyusha của Nga thông qua tiếng sáo và tiếng đàn trưng. Họ là những chiến binh văn hóa đã dành tất cả tình yêu tổ quốc để mang đến cho bạn bè quốc tế một tinh thần rất Việt Nam, đậm chất bộ đội Cụ Hồ cùng với những lời ca tiếng hát thấm nhuần cảm xúc. Các bạn ạ, mình xin phép quay trở lại với tiết mục biểu diễn sáo trúc đầy cảm hứng ở đầu video. Từng có lần mình đọc được một bài báo của Mỹ rằng trong bài báo ấy đề cập đến những loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam chúng ta. Mình cảm nhận được rằng bạn bè quốc tế khi mà nghe âm nhạc dân tộc Việt Nam đều tỏ ra rất ngạc nhiên, thích thú, thậm chí là họ còn tò mò xin phép nghệ sĩ được chơi thử loại nhạc cụ ấy và mong muốn là được mua đĩa về để nghe cơ. Việt Nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư, tư duy, tâm hồn của người Việt Nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trưởng trình lịch sử và sự nghiệp phát triển hội nhập quốc tế. Nếu các bạn yêu thích cuộc biểu diễn này thì hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Và đừng quên ủng hộ Việt Nam Stronger bằng cách like và đăng ký kênh các bạn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.